Xin chào mọi người nha. Em giới thiệu mọi người một cái giường xếp của Mỹ. Đây là giường xếp của Mỹ đời 1966. Tức là khung nhôm của nó là nguyên zin nè, khung nhôm là nguyên zin nha. Còn tấm vải bạc là đã thay nha. Đặc điểm nhận dạng của cái giường xếp Mỹ thì ở chỗ cái góc này nè. Nó sẽ có ghi một cái chữ US nè. US 1966 nha. Khung này là khung nguyên zin, còn tấm vải bạc là đã thay. Rồi, đây em sẽ cho mọi người xem cái dàn chân của nó ha. Thì nó là trải qua lâu năm rồi nên là cái dàn chân nó cũng sẽ có mòn một chút xíu nha. Cái dàn chân như thế này là mòn ít nha. Gặp nhiều cái giường thì cái dàn chân nó sẽ mòn hơn rất là nhiều. Còn giường này là mòn rất là ít nha, tương đối. Cái độ chịu tải của cái giường này là 200 kg nha, 2 tạ. Giường vừa có thể sử dụng hoặc là có thể sưu tầm được nha. Kích thước bề ngang của nó là 70. Nè, cái bề ngang của nó là 70 nha. Còn cái bề dài của nó là 1m98. Giường này là giường xếp đơn của lính Mỹ. Tức là một người lính họ nằm một cái giường. Độ chịu tải của nó là 200 kg nha. Hai hồ nhúng nha. Cái giường này là giá 2,3 triệu một cái. 2,3 triệu một cái nha. Bên em thì có bán cái tấm vải bạc này luôn nha. Tấm vải bạc này là 400 ngàn một cái. Mọi người có thể gọi em qua cái số mà ở bên ngoài hồ sơ đó. Bên ngoài hồ sơ đó. Em có để cái số điện thoại đó, mọi người bấm vào đó, mọi người gọi giùm em ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha.